Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết giữa Việt Nam và Curaçao. Và để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam thì tôi đã làm một món lẩu đặc biệt với tên gọi là lẩu Curaçao nấu bằng coca. Các bạn nhìn thấy coca đây không? Coca bự luôn. Siêu cay khổng lồ để ăn mừng Việt Nam vô địch. Đây là các bạn nhìn xem. Nhá, có mực. Mới đánh vào biển luôn, tươi ngon. Ngào nhá. Sống ngon ngon. Rất nhiều. Này có xúc xích này. Chả cá. Đậu phụ. Và rất nhiều món. Đây gọi là gì nhỉ? Lẩu. Một loại tương cốt để cho vào cho ngon, tương ớt này. Đấy. Rau. Nào, bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị bắt đầu làm món lẩu Curaçao nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu đi rửa rau nhé. Các bạn thấy không, rau vừa nhặt ở vườn này cũng còn xanh tươi. Là tiếp tục mình sẽ đi rửa ngao nhé. Mới vừa đi chợ về này, cũng còn tươi này. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với lại kênh Cậu Ba Inox để nấu một nồi lẩu Curaçao bằng cacao. Hôm nay chúng mình sẽ đếm từng chai một nhé. Này, chai này là 2,25 lít, còn mới tinh nhé. Bắt đầu. Ca cao còn xỉu ngọt luôn, rất là thơm. Một chai, các bạn nghe tiếng xỉu ngọt hay không? Mới tinh nhé, ca cao xịn nhé. Ca cao này là ca cao loại không có đường, zero sugar, không đường, nấu lẩu chắc ngon lắm này. Mới có 3 chai mình đã cảm giác là nó gần đầy đấy. Mà ở đây những là 12 chai. Cái này thay thứ tư nhá. Đấy, các bạn nhìn đi, ga nó phụt lên không? Đúng thử cho. Ngon đấy. Chai thứ 5 nhá.
mùi coca thơm phức. Các bạn thấy không? Coca chùi là ngọt rồi. Ơi. Coca đốt nóng, được đốt nóng thơm hết. Mùi coca thơm lừng. Chai thứ 7 này. Chai này chai thứ 8 nha. Bắt đầu chai thứ 10 nhé. Rất là thơm. Lần đầu tiên nấu lẩu với coca rất là thơm. Chai thứ 11 à. Các bạn thấy không? Còn xui bọt nữa này. Ai đã từng nấu lẩu bằng coca chưa? Chắc là chưa. Và đây là chai thứ 12. Bây giờ đổ coca đã xong. Bây giờ mình sẽ đợi nước sôi cho đồ vào. Các bạn nhìn này, coca cũng nổi bọt như nước bình thường, màu như màu nước chè. Còn nhìn thấy chưa, nồi bọt này sắp sôi rồi. Đợi nó sôi thì mình sẽ cho tất cả gia vị và thực phẩm vào nhá. Các bạn bắt đầu đã sôi rồi, chúng ta cũng cho gia vị vào nhá. Cà này, ớt này, còn để nguyên quả luôn cho thơm. Tôi cảm giác như tôi đang tưới cây chứ, rắc rau hạt chứ không phải đi nấu cơm đâu. Ok, bắt đầu mình cho đi chứa nha. Đấy, quả vàng ươm. Cốt lẩu rồi nhá, mới mua hộp kem luôn, ngon từ thịt ngon từ xương. Các bạn thấy người thơm chưa? Bắt đầu mình cho nước cốt lẩu nhá. Chai nữa nhé, nó khổng lồ này nên là phải cho thêm 2 chai thì đủ rồi.
bạn đã thấy phấn khích chưa? Tiếp tục mình cho sa tế nhé, sa tế tôm ngon. Tối nay Việt Nam mới đá bóng mà không khí ở đây là nóng rồi này, nóng như trong sân. Chúng ta quấy đều nhé, đều cho nước cốt vào trong coca. Không thể nói cảm giác bây giờ của tôi lúc này thế nào chứ mùi cacao nấu lên rất là tuyệt vời, tuyệt vời. Các bạn nên thử một lần. Giờ nước đã sôi rồi, sôi không sục sục rồi, các bạn bây giờ mình sẽ cho bò vào nhá. Trước hết mình sẽ cho mực này, tươi còn trắng chưa, rất là ngon. Chào vào nhá. Các bạn thấy không, mực tươi cộng coca nóng ngon, trắng phao. Ngon chưa? Này là mới đánh ở biển, còn đi thò hoang xa về đấy. Ngon. À, tới xúc xích nha. Chả xúc xích. Chả cá. Rất nhiều xúc xích và cho thêm một chút đậu phụ. Mỗi nơi với ít. Đầu đến ngao nhá. Các bạn thấy không? Quá tuyệt vời. Tôi chưa là nghĩ là làm cái kỹ thảo đầu u đa cao to thế này. Rồi, bây giờ cho đo. Cao đã hoàn thành. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam tối nay sẽ thành chức vô địch và mang về Việt Nam của Thái Lan kinh cấp. Các bạn nhớ like và subscribe để được tiếp tục theo dõi những kênh, những video tiếp theo lập kỷ lục Việt Nam siêu cay và siêu khổng lồ. Xin chào. Yeah.
được. Ngon không?